Mới đây, đối thủ lớn của Hyundai Santa, phê chính thức ra mắt với diện mạo ấn tượng cùng nhiều trang bị công nghệ hiện đại, hứa hẹn làm khó Toyota Fortuner. Hãng Cherry vừa cho ra mắt Tiggo Go 8 Pro 2023 tại Malaysia. Mẫu SUV 3 hàng ghế của hãng Cherry mở bán duy nhất một biến thể với giá tương đương 810 triệu. Được biết, mẫu xe được lắp ráp tại nhà máy của tập đoàn Inocom ở Kulim, Kedah, Malaysia. Theo truyền thông Malaysia, mức giá trên đã đi kèm với bảo hành 7 năm và gói dịch vụ đi kèm trong vòng 5 năm. Để kích cầu mua sắm, hãng Cherry tung ưu đãi, theo đó 3.000 khách hàng đầu tiên mua tích 8 Pro sẽ nhận được chế độ bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km. Tích 8 Pro được trang bị lưới tản nhiệt Galaxy Sunshine, họa tiết kim cương mạ chrome độc đáo, logo Cherry được tích hợp đèn phát sáng. Xe trang bị đèn pha LED tự động, đèn ban ngày led ở phía trước, đuôi xe là cụm đèn hậu thiết kế xuyên suốt và đèn phanh thứ ba tích hợp trên cánh gió ở đuôi xe. Mâm xe kích thước 19 in được lựa chọn màu sắc là đen đậm hoặc trắng kali. Cherry Tiggo 8 Pro có kích thước chiều dài 4722mm, rộng 1860mm, cao 1745mm, chiều dài cơ sở đạt 2 2710mm. Có thể thấy, Tiggo 8 Pro có chiều dài cơ sở ngắn hơn so với các đối thủ sừng sỏ như Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe. Nội thất của Cherry Tiggo Go 8 Pro bố trí 7 chỗ ngồi, ghế bọc da. Khu vực điều khiển nổi bật với màn hình kép kích thước 24.6 inch đặt nổi, trên mặt táp lô, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto. Các trang bị tiện nghi khác gồm có phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, đèn viền nội thất nhiều màu, hệ thống âm thanh 8 loa, các cổng sạc USB trên cả hai hàng ghế sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh. Đối thủ của Hyundai Santa Fe gây ấn tượng khi được trang bị 9 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS với đầy đủ các tính năng, cảnh báo chạch làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, camera 540 độ có thể quan sát gầm xe, hỗ trợ lái xe khi tắt đường, cảnh báo va chạm phía trước là sản phẩm được hãng Cherry chọn mặt gửi vàng để mang chuông đi đánh xứ người, nên Tiggo 8 Pro có động cơ khá mạnh mẽ. Mẫu xe này được trang bị động cơ 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2 lít công suất 256 mã lực và mô men xoắn 390 Nm đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 7 lít tư cho 100 km. Sau Malaysia, Cherry Tiggo 8 Pro dự kiến sẽ gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 8. Nếu được đưa về Việt Nam, Tiggo 8 Pro sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khủng long như Hyundai Santa, Fe Kia Sorento. Xe...